đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam được xem như hòn ngọc của miền Trung nước ta. Nhờ hệ sinh thái rừng và tính đa dạng sinh học biển, Cù Lao Chàm được xem là điểm đến du lịch sinh thái biển đảo hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Nằm cách bãi biển Cửa Đại khoảng 18 km, Cù Lao Chàm là điểm đến không thể thiếu trong hành trình khám phá hai di sản văn hóa thế giới ở Quảng Nam là khu đền tháp Mỹ Sơn và đô thị cổ Hội An. Nhìn từ xa, khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm nổi bật giữa sóng biếc mây trời với 8 hòn đảo lớn nhỏ phân bố trên diện tích khoảng 2.471 hectare. Chỉ mất khoảng 15 phút đi cano, chúng ta đã đặt chân lên các bãi ông, bãi làng hay bãi hương, những bãi tắm đẹp ở Cù Lao Chàm. Điểm đến đầu tiên trên hành trình khám phá hòn đảo này đó là Bảo tàng biển Cù Lao Chàm, nơi trưng bày hàng trăm hiện vật sinh vật biển. Ngày 26 tháng 5 năm 2009, Cù Lao Chàm Hội An đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới nhờ những giá trị đặc trưng nổi trội về đa dạng sinh học, văn hóa lịch sử, đặc biệt là minh chứng rất điển hình rõ nét về sự giao thoa tương tác giữa con người và thiên nhiên. Vì thế, du khách có thể tham quan các di tích như Lăng Ông, Giếng Cổ, Chùa Hải Tạng, tìm hiểu các di chỉ hiện vật cùng với các nghi lễ tế cá ông, dỗ tổ nghề yến. Nhờ sự nổi trội về đa dạng sinh học biển, Cù Lao Chàm thực sự quyến rũ du khách khi trải nghiệm, khám phá hòn đảo xinh đẹp này thông qua các loại hình du lịch biển. Tắm biển, lặn ngắm san hô và các sinh vật biển là tour du lịch trải nghiệm thú vị khi du khách được trang bị bình dưỡng khí, áo lặn, kính lặn. Du khách sẽ được hướng dẫn kỹ thuật lặn ngắm san hô ở độ sâu khoảng 6 mét. Một thế giới san hô và các sinh vật biển lung linh, sống động, quyến rũ sẽ thực sự khiến du khách say mê và nhớ mãi. Nếu du khách không dám mạo hiểm khám phá thế giới đại dương thì có thể ngắm nhìn qua lớp kính lắp dưới đáy các con tàu. Tham quan các đảo yến cũng là trải nghiệm thú vị của du khách khi khám phá vẻ đẹp của tàu hóa ban tặng cho Cù Lao Chàm những hòn đảo nhỏ với những cái tên dung dị, dễ nhớ như hòn lá, hòn dài, hòn tay, hòn chồng, hòn nhạn và món quà quý của thiên nhiên đó là hàng ngàn tổ yến. Sau một ngày khám phá hệ sinh thái rừng, biển và thả hồn vào thế giới đại dương, du khách có thể thưởng thức các món ăn đặc sản của vùng biển Cù Lao Chàm như cua đá, cầu gai, vú nàng, hải sâm, bào cư, các món ăn nấu với yến và ăn kèm với các loại rau rừng ở đảo. Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm, Hội An thực sự là một điểm đến lý tưởng cho du khách tham quan khám phá và cũng là nơi thể hiện rõ nét nhất quan hệ hài hòa giữa con người với thế giới thiên nhiên.